Ôi chà. Thăm ngàn. Quý giới xin chào mọi người lại nha, thì lại là Sina VN đây. Thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình leo rank mùa 39 patch 2 nha tất cả anh em ơi. Thì ở cái patch 1 vừa rồi thì tôi leo từ rank vàng lên huyền thoại 10 đen. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình từ huyền thoại lên thách đấu luôn nha tất cả anh em ơi. Ok. Và hiện tại tôi đang ở mức rank đó là huyền thoại nha mọi người. Nãy tôi đang ở mức rank đó là huyền thoại 3470 điểm. Nãy và sắp tới tôi sẽ lên được mức rank đó là huyền thoại 2 sao nha mọi người. Và từ huyền thoại bước qua thách đấu tôi sẽ trải qua rất là nhiều gọi là chặng đường luôn anh em à. Đó là huyền thoại 1 sao, huyền thoại 2 sao, huyền thoại 3 sao, huyền thoại 4 sao, huyền thoại 5 sao và siêu huyền thoại, và đến cao thủ mới lên được thách đấu anh em à. Nên là cái hành trình này lúc còn rất là gian nan cực khổ, cho nên là anh em hãy gọi là làm ơn đi. Ở cái video lần trước tôi đã rất là flop rồi anh em à. Ở video lần trước thì có rất là nhiều người gọi là xem thường, nên là video nói flop chỉ có gọi là chưa đầy 100k view nữa anh em ơi. Nên là mình rất là buồn đó mọi người. Nên là mọi người hãy giúp Sina đạt được một nút like, một nút đăng ký để giúp Sina đạt được 20k like ở clip này nha anh em ơi. Để Sina có động lực làm những video tiếp theo ra và những cái hành trình tiếp theo cho anh em cùng xem nhé. Ok. Và ở video lần trước tôi sẽ không treo giải nha anh em ơi, bởi vì video lần trước thì lớp quá nên là không có điều kiện để treo giải cho anh em. Nên là ở video này là lần này tôi sẽ gọi là tạo ra cái mini game cho anh em cùng xem. Yes. Và gọi là dự đoán luôn nha tất cả anh em ơi. Cho nên là anh em hãy gọi là giúp cho mình một nút like để mà có lượt tương tác, để mà có thể chia sẻ gọi là trai xe cho anh em nha anh em ơi. Ok. Câu hỏi video lần này như sau: Hà từ đầu trận cho đến cuối trận, Sina bắn được bao nhiêu kill hit shot? Nhớ kèm theo ID và kết quả. Tổng 5 bạn may mắn dự đoán đúng kết quả sẽ nhận cho mình đó là mỗi bạn 1000 kim cương nha tất cả anh em ơi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình leo rank sinh tồn mùa 39 patch 2 nha tất cả anh em ơi. Từ mức rank huyền thoại lên thách đấu, chưa có ai dám làm tại Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa có ai dám thực hiện được anh em ạ. Ok, chỉ có tại kênh của Sina VN thôi anh em ơi. Nguy hiểm không có nhưng hết chứ chậm. Ok, còn bây giờ thì let's go. Quý gia xin chào mấy vị đại nha, thì lại là Sina đây. Thì dạng sự khởi đầu nan thì hiện tại mình đã bắt lên đó là huyền thoại 1 sao anh em à. Nhưng mà chưa có cái gì vô, tôi thấy đông dữ vậy. Ê, xin chúa. Rồi, quay xong rồi. Ở một cương vị học sinh giỏi với khối thì ở trong tình huống này ai mà nhặt súng trước người đó sẽ là người chiến thắng. Và trước mặt chúng ta đó là cái súng Butterfell, nó rất là mạnh ở trong tranh đầu game. Làm sao mà mày có thể nhặt được kịp khi thằng thầy chùa nó đã bực Tetsuya rồi kìa. Chính vì thế tao mới đang lo lắng là tao không thể nhặt được cái súng đó. Và theo mọi người nghĩ, tôi hay là thằng đầu chọc này có thể nhặt được cái súng đó đây? Ui da, cơ hội đây rồi, lớp. Trước khi anh đưa mày lên bàn thờ ăn xôi thì anh sẽ dành tặng cho mày một câu: thà đi chậm mà chắc chắn đến đích, còn hơn đi nhanh mà bỏ lỡ những cơ hội về sau. Hay lắm nha. Thầy nói thẳng một câu. Nói đi thầy. Mọi người mà có tâm đạo đó, cúng luôn. Cúng này thì cúng nè. Ông kêu mày cúng mà mày không cúng cho ông, mày làm gì mày mắng ông vậy? Thì tao cúng cho ông vài viên đạn rồi đó, chứ mày muốn tao cúng cái gì nữa? Ôi dồi, cái con nhỏ này nó bắn phóng lựu dã man vậy. Ý, đẩy lão nè, này thì đẩy lão nè. Cái thằng này chắc là cái thằng đệ tử của thằng đầu chọc hồi nãy nè ơi. À, còn nhỏ này nữa em ơi, còn con nhỏ con gái đây nữa nè mà. Qua bu xì lím mày luôn. Ủa, sao đồng đội tôi nó hấp luôn rồi. Nãy giờ đi lòng vòng tôi đã quét máng được 11 xin rồi nè mà. À, giữ chi giữ chưa? Ây chà, cái đượm má thằng bụi cỏ này nãy giờ tôi bắn nó chưa hiện huyên hình nữa nè mà. Tại vì anh thương em nên mới cố chấp. Rồi, thất tình nữa rồi. Chỉ có ai điên khùng mà khóc mãi đâu em. Đúng rồi, chữ thương nó nặng lắm mày ơi. Em đâu có thương anh như những gì em nói đâu. Thôi được rồi, để tao giúp mày một ghé. Ê, con nhỏ kia. Nó còn thương mày mà, sao mày lại bỏ nó? Trước khi anh kết liễu mày, anh sẽ dành tặng cho mày một câu. Ba năm sau tan có là chi? Ba năm sau tan có là gì? Sao em đang nhân tâm lại anh? Người ơi, người con gái đó chẳng thủy chung, người con gái ấy chẳng chung tình, không làm gì người có yêu thương gì tôi. Lấm cây sà bẹ mà luôn. Ok, tiễn mày rồi là về suối vàng để rồi kiếp sau trả nợ cùng với hàng kia tiếp, chứ rồi kiếp này thấy lai bay lặn sầu hoảng quá. Ok, và mình đã chính thức lên được mức cao đó là huyền thoại 2 sao rồi nha tất cả mọi người. Yeah. Ok, bên đây Lambda thì hiện tại mình đã mất ranh đó là huyền thoại 2 sao và khả năng cao mình sẽ lên được mất ranh đó là huyền thoại 3 sao ở trong trận đấu này nha mọi người ơi. Ê, hey, cho tao hỏi cái này nha. Trời ơi, hỏi cái gì thì hỏi đi, đừng có ngại. Ê, thôi khỏi luôn đi. Mày tính nói là sao tao hát hay vậy đúng không? Sao mày biết hay vậy? Mày hay hát thiệt, nhưng mà hát không có hay.
thì ví dụ nó không hay thì cũng nói nhỏ xíu mày. Ê chá, mày có đang nhìn thấy mà cái mà tao đang thấy không hả? Đó, cái mà mày đang nhìn thấy cũng là cái mà tao đang nhìn thấy. Vậy cái mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy. Nhưng mà ý tao hỏi là mày nhìn thấy tao nhìn thấy cái gì? À, nó là một thứ rất nhanh gọn và lẹ. Có phải mày nhìn thấy nó giống tao nhìn thấy nó hay không? Thì tao biết là mày nhìn thấy tao thấy nó rồi. Nhưng mà nó ở đây là cái gì? Từ nãy đến bây giờ cả hai đều thấy nó. Nhưng mà mày thấy cái gì vậy? À, má nó cái gì vậy trời? Đó 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 đó, mày thấy mày ngu chưa? Thấy hai thằng địch ở đây không thấy thấy cái quần què xí đú gì đâu không à? Là sao vậy em? Nói có sách bách có chứng, mấy vụ này có thấy không là tác hại mê gái chưa? Ông cố nội người ta có câu là chết vì gái là cái chết không thể nào mà tao thử được. Chứ tao là tao thấy không có ông cố nội nào mà ông nói gì đâu mày ơi. Ấy giờ con ghét không mày chứ chẳng lẽ giờ mày mới trái. Vậy để anh dành tặng cho mày một câu, anh không phải là thằng đần nhá. Mê gái nó cũng phải cần có trí tuệ. À đâu dữ vậy sao? Chứ sao nữa mày, yêu là bản năng nhưng mà không có lị mới gọi là bản lĩnh. Hay lắm nha. Quê cha mà chỗ này đông quá anh em à. Trời ơi là trời, mày dám bắn thầy à? Ôi chịu rồi anh em à, đông quá anh em ơi. Ôi là la, ok anh em, chỉ còn là một mình Hải Đăng thôi. Hải Đăng làm gì đây? Rồi xong rồi anh em ơi, ok. Nhưng mà mình vẫn gọi là tính tình, mình cho mình đó là mất lan quyền khỏi ba sao nha anh em ơi. Oh yeah. OLK thì hiện tại mình đang bất ganh đó là huyền thoại 3 sao nha tất cả anh em ơi. Và khả năng gọi là chỉ còn vài sao nữa thôi mà sẽ lên được bất ganh đó là cao thủ anh em ơi. Ok, cố lên anh em à. Quê cha anh em có thấy cái gì mà tôi đang thấy không anh em ơi? Cơ hội đây rồi, chạy đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mặt ma hoàng phải dây. Trời ơi, tôi bán hướng này mà nó đặt theo hướng kia anh em à. Thằng này lỗ tay nó bị gọi là nó bị điếc anh em ơi. Ok, còn thằng cuối năm trời ơi má cưng ba luôn anh em ơi, đẳng cấp. Bởi tôi nói với mấy vụ này rồi, cái trình của tôi dạo này gọi là anh em phải biết là cái trình gọi là thế giới không phải gọi là nó trên thế giới, nó là trình vũ trụ anh em à. Thôi được rồi ba ơi, xuống được rồi. Ôi, cao quá rồi đó. Trời, anh nói mà mày cứ không tin ấy vậy. Được có phan vô, cưng được ba thằng mà làm gì quá vậy. Thử pha này xem nào. Nè, đó. Ừ ơi, bắn con thằng là như gì vậy. Ừ ơi, con thằng như lẽ bắn ai ta. Kìa, có xe đó thì kìa này, hỏi cưng hỏi con nào. Đã thấy rồi thì anh ba, cho em xin cái bài nhạc siêu cháy. Lốc 1. Phâm. Mình tỉnh nào anh em ơi. Ê cha. Đây rồi. Ủa, do anh nữa. Nóc 2. Cuối này mà. Để dành tặng cho mày một câu. Anh không bắn nhưng vẫn luyện. Đừng có nghĩ tình anh sa sút. Đối với tụi mày anh chỉ giải quyết trong vòng 3 phút. Gây nữa đây. Được của nó đấy. Rồi thưa bệ hạ, em tâm phục khẩu phục vui ạ. Chứ sao nữa, à mà quên nữa em à. Anh em nào mà xem tới đây rồi thì gọi là nhớ nhấn cho mình một nút like và một nút đăng ký nha mọi người. Đấy, xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và đừng quên trong mùa hè này sập của Sina đang có gọi là đại dịch săn sleo lên tới gọi là 80-98% nha tất cả anh em ơi. Và luôn có những con ép cực kỳ siêu phẩm cho anh em nha. Ok. Ok. Ôi giời, đậu xanh rau má mà trà đá vậy không? Trời ơi, đang lút đồ mà thằng nào nó bắn vô đít thầy vậy? Ôi trời ơi, lập cức nữa trời ơi. Đủ thứ nhân phẩm trên cuộc đời vậy. Ôi giời, cái thằng này mà chết với thầy rồi. Chuyến này mày xong. Từ từ, anh em chưa xong nữa mày. Chết mẹ rồi anh em ơi, bóng cứt rồi. Nhưng mà không sao anh em à, mình vẫn lên cho mình đó là huyền thoại 4 sao anh em ơi. Thì ok, hiện tại mình đang ở Bắc Kinh đó là huyền thoại 4 sao. Nói thiệt chứ là mấy vụ này thì leo tới đây cũng gọi là một khoảng thời gian rất là lâu luôn em à. Tầm khoảng 1.5 ngày anh em ơi. Đấy, nên là rất là tốn sức. Bây giờ tôi rất là đuối luôn anh em ơi. Nhưng mà không sao anh em à. Cần cù thì bù siêng năng rồi, là nói chung là cũng gần sắp lên cao thủ rồi anh em ơi. Cố gắng thôi mọi người. Quay cha đồng đội của mình đang gọi là bắn tùm lum tà la anh em à. Đấy, đang giao tranh rất là quyết liệt rồi, nóc luôn anh em ơi. Đấy, còn tôi đứng ngoài xa gọi là chiến việc gọi là bú liếm anh em à. Tôi tính gọi là qua cứu đồng đội của tôi nhưng mà gọi là nó gạt luôn anh em à. Mấy này nó không có thằng nào bắn tao nó vậy. Đấy, cha ngồi đây làm gì đây? Ngắm đít anh hả? Trời, anh biết rồi là đít anh bự rồi, nó là đừng muốn ngắm nữa, anh ngại muốn chết luôn vậy. Bởi vậy nhiều khi cũng khổ anh em ơi, đít bự rồi là người ta dòm ngó cũng kỳ anh em ơi. Ấy, tôi nghe tiếng chân anh em à. Ấy, Quỳnh bị làm sao vậy? Dạ, thấm độc. Hả? Bị thấm độc. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cứu tôi. Cứu bằng cách nào đây? Hả? Nói đi, nhanh. Phải có một cô gái trẻ cùng tôi lên giường thì mới giải được thứ độc này. Mọi người đừng nói cứu trái đất là do siêu lần. Ai đến chính là hết tôi cứu trái đất này hơn. Ngày già bố cái thằng đê tiện chết đi. Khốn nạn thiệt đó mà. Mà công nhận cái thằng đó nó đê tiện cái gì mày luôn á xin ơi. Ê, sao lúc nào mày cũng lôi cái tên của tao vô trong một cái vấn đề gì đó, nó xấu hổ gì mày hả? Thì tao thấy sao tao tới vậy đó. Stop.
Em càng nói em càng sai. Em xin lỗi anh đi. Xin lỗi cục cứ. Má thề tao. Tao nói chuyện mày đó. Tao mệt quá rồi. Hay da, nãy giờ còn có thằng mà nó lằn xào quần nó. Câu giờ quá anh em à. Ok đây rồi anh em ơi. Và sau một khoảng thời gian đó là 2 ngày thì cuối cùng tôi cũng đã lên cho mình có đầu quyền. Thôi năm sau rồi anh em ơi. Và đặc biệt hơn nữa là anh em cũng đã biết là khoảng 2 tuần nay tôi mới ra là hành trình này thì nói chung là cũng dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết, gọi là bỏ ra gọi là cái sức leo và cái sức edit đấy, cho nên là khá là lâu trong những cái hành trình như thế này, thì mong mọi người hãy thông cảm và nhấn cho mình một nút like để mình có thể động lực làm những video như hay như thế này nữa nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì tiếp tục lên hành trình thách tấu, ở lộn, lên cái gọi là từ vàng lên thách tấu nha mọi người. Ok, let's go. Mẹ rồi, có địch rồi. Ê má rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đừng bắn vội, tao cây đầu quá. Kìa, đó bắn đi. Yếu rồi, nóng rồi. Không rồi, hay. Rồi, gạt luôn, ừ hay. Trời, đúng là nào tôi, đặng là mèo tí. Ôi, ngon. Có đặt nha, từ từ nha. Ok. Nóng một nè. Hai. Gạt luôn đi. Còn rồi thấy nào. Ê, trên cao luôn nha, trên cao, trên đỉnh, trên chóp nha. Rồi gục luôn. Mẹ, còn kỹ năng nhân vật mới mạnh thật, bắn mấy viên chết mẹ rồi. Có ngày mai ngay Vũ Nam có à? Có, đứa ơi, bắn máy phóng vật ở trên đầu nha, trên nóc đó nha, từ từ nha. Hay. Cứu tao luôn. Rồi, bắn đi nha, để anh có vợ nào. Dưới. Hay. Mấy cái. Hay. Nó qua kìa. Thôi lưng rồi, để cái sơn kìa. Đấy, biết ngay mà. Má, hai viên nó chết kìa. Chưa má. Hai ba chục. Lỗi nhà. Hội dữ luôn rồi đó. Cây sạch ra. Đó rồi, đẩy luôn. Đẩy luôn. Đục kéo. Từ từ nha. Đó rồi. Qua luôn à. Vô. Nó còn kèo. Ba đâu. Rồi, 44 điểm. Từ từ thôi. Nó một. Thôi, đi gặp đấy. Năm. Rồi, hai. Xe, tông đâu. Đúng rồi, tông ngay. Rồi, nè, bắn lẹ. Bắn đi. Qua đi. Tổn. Cứ dồn hết qua. Ok, ngoài bó kìa. Gốc cây này. Đúng không? 75 gốc cây. Đồ kéo. Nào chẳng cái kéo cây vậy. Ra tập trung nha, để ý nha. Nó lên kìa. Có thằng ra đây nè. Đúng không? Gạt cho đâu. Gạt đi em. Đây. Nó qua nó kìa. Cứu nó kìa. Chạy. Top 2 rồi. Ây da. Top 2 thôi. Khổ quá. Lên. Yeah. Ok nè. Yes. Yeah. Ok. Bây giờ hiện tại là cao thủ là 6.000 điểm anh em à. 6.000 điểm. Má thích đấu 8.500 điểm anh em à. Tôi bị không tình yêu.